cục CSHS phá nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, lừa hàng chục tỷ. Đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới. Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, nhà mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 19 tháng 4, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Lê Thị Phi Nga, sinh năm 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có một tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Ngô Thị Ngọc Lan, sinh năm 1994, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang là bị can tại ngoại, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1981, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, Trần Quốc Cường, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Bình, Trần Thùy Anh, sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và Lê Thị Liên Hương, tức Hảo, sinh năm 1972, trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga cầm đầu. Nga đã cùng các đối tượng Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương phân chia vai trò đồng phạm, sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân CCCD, rồi giả làm những người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nếu không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng, người dân sẽ bị rút sạch tiền từ trong các tài khoản banking ở ngân hàng. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã họp án, chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên. Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự được giao làm trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo phòng ngừa chống tội phạm trên tuyến phối hợp với phòng hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị để đấu tranh. Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thi hành các lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thủy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương. Cơ quan công an tạm giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 chứng minh nhân dân, CCCD nghi làm giả, 5 SIM điện thoại các loại, 3 thẻ ngân hàng, 2 mẫu dấu công ty, 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau. Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng do Lê Thị Phi Nga cầm đầu đã chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau, từ đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.